8 ngày sau vụ va chạm giữa tàu Phúc Xuân 68 và tàu Nam Vĩ 69 trên vùng biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cho đến ngày hôm nay, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết đã tìm thấy vị trí chìm của tàu Phúc Xuân 68. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy dấu vết của 8 thuyền viên bị mất tích. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết tàu HQ888 sử dụng máy quét đa tia công nghệ ảnh không gian 3 chiều đã phát hiện vị trí chìm tàu của tàu Phúc Xuân 68 tại khu vực cách Nam Đông Nam đảo Hòn Tre, Nha Trang 10,7 hải lý, cách Đông Đông Bắc đảo Hòn Nội khoảng 3,2 hải lý. Đến ngày hôm nay, 6 tàu và 4 cano tiếp tục được điều đến vị trí này để thực hiện việc tìm kiếm 8 thuyền viên. Mặc dù đã phát hiện được vị trí tàu chìm, tuy nhiên việc có tìm kiếm bằng phương pháp lặn hay không vẫn chưa được các cơ quan chức năng thông báo chính thức. Hiện Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã có công văn yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp khẩn cấp tìm kiếm số thuyền viên đang mất tích, làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn, báo cáo Thủ tướng. Vụ đâm va khiến tàu Phúc Xuân 68 bị chìm xảy ra vào sáng ngày 9 tháng 11, cách phía đông nam Nha Trang khoảng 15 hải lý, trong đó 8 thuyền viên bị mất tích đến nay.